Hello, xin chào cả nhà. Mình rất vui hôm nay mình được đứng đây để mình chia sẻ với các bạn những cái điều ý nghĩa đấy, tăng cái giá trị cho cuộc sống của mình, tăng cái giá trị và tăng cái giá trị tài chính cho mình nữa. Đấy là cái điều rất là đặc biệt. Mình xin giới thiệu mình tên là Nguyễn Mạnh Tiến. Hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Bảo Lộc. Mình đang là hiện tại cái công việc của mình là mình đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hôm nay mình rất vui mình được gặp các bạn. Thì mình mới đi mình gặp khách hàng về xong thì mình có thời gian thì mình đứng đây. Hiện tại giờ là 4 giờ thiếu 10 phút chiều chủ nhật. Thì mình đứng đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là cái đầu tư mình đầu tư hiện tại này. Mình anh chị đang đầu tư tài sản hay là tiêu sản, và mình đầu tư tài sản là gì và mình đầu tư tiêu sản là gì đấy, thì để mình hiểu rõ về hai cái chủ đề hôm nay ấy, thì anh chị hãy like và chia sẻ cái video của mình để cho mọi người cùng biết đến. Tiện thì mình ở đây thì mình đứng đây thì mình hiện tại mình đang ở cái không gian cái khu nhà mình ở. Đấy, cái tiếng mà đang chim đang kêu đấy là tiếng chim cu gáy. Đấy, nhà mình thì mình có nuôi mấy con chim cu, thì thi thoảng buổi chiều về mình làm công việc áp lực hay gì đấy thì mình nghe tiếng chim hót này. Đấy, thì mình cảm thấy trong lòng mình rất là thư thái. Hiện tại thì mình đang sống ở thành phố Bảo Lộc. Cái vị trí mình đang đứng đây là thuộc về xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị hai cái mục chính, đó là đầu tư tài sản và tiêu sản. Vậy thì để mình mổ xẻ coi tài sản là gì và tiêu sản là gì thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. Thì cái tài sản với cái tiêu sản này này thì hai cái vấn đề nó hay lẫn lộn với nhau. Nếu mà mình mà chưa không nắm được rõ nó ấy, thì mình sẽ dễ mắc vào tiêu sản. Vì tiêu sản đấy thì sao đây? Tại vì khi mình có 1 tỷ đi, mình đầu tư nhưng mà mình nỡ không may mình không hiểu được là mình đang đầu tư vào tiêu sản hay tiêu sản. Thì khi mà mình đã đầu tư như vậy thì thứ nhất mình có 1 tỷ, đến 1 tỷ vốn của mình làm vất vả, mình kiếm được 1 tỷ đâu phải đơn giản đâu đấy. Mà mình mà nếu mà mình có 1 tỷ đấy mà mình không may mình đầu tư vào tiêu sản mà mình không đầu tư cho mình vào cái tài sản cho mình, cái tài sản là để tăng giá trị, còn tiêu sản là nó sẽ dần dần nó hao mòn đi và nó sẽ mất đấy. Nhưng bây giờ mình có 1 tỷ đi, chẳng hạn như giờ hai vợ chồng mình chẳng hạn như là mới ra riêng đi, nhưng mà mình có một số vốn thôi, không phải 1 tỷ hay là vài trăm triệu hoặc là hơn hay là có mấy chục triệu đi, nhưng mà mình lại không biết tăng cái giá trị nó lên, mình không biết đầu tư vào tài sản, mình lại đầu tư vào tiêu sản. Thì khi mà mình đầu tư vào cái tiêu sản như vậy ấy, thì thứ nhất là nó làm cho mình mất đồng tiền, cái đồng tiền càng ngày càng mất đi đấy. Thứ nhất, thứ hai nữa mình càng ngày mình càng nghèo. Lý do là khi mình đầu tư vào tiêu sản thì càng ngày là càng nghèo, tại vì khi mình có một số vốn, nếu mình tạo ra một số vốn hay là ông bà mình, bố mẹ mình hay là mình cái tự thân mình đi làm việc này đấy, mình tự thân mình đi làm việc mà bây giờ mình có được một số tiền đấy mình tích góp được, nhưng mà mình lại dành nó vào một cái tiêu sản đấy, mình không được tập trung vào cái tài sản, đến hồi cái số tiền đấy nó mất đi thì cái cơ hội không còn nữa, cái cơ hội không đến với mình nữa. Và để mà tạo được một cái cơ hội đấy thì cần rất là nhiều thời gian đấy. Thì hôm nay thì mình đứng đây mình sẽ chia sẻ và mình mổ xẻ cho các bạn hiểu rõ đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, và mình nên dùng cái đồng tiền của mình làm sao để nó tăng cái giá trị hàng ngày lên, càng ngày mình càng trở lên mình giàu có, càng ngày mình càng tích lũy cho mình được coi như là cái tự do tài chính. Anh chị mà thấy mình chia sẻ hay ấy thì anh chị hãy bình tĩnh lại một chút xíu, vì các bạn hãy ấn like này, rồi subscribe cho mình này, và ấn cái nút mà đăng ký ấy. Bên cạnh đấy nó có cái hình quả chuông, các bạn hãy đăng ký để lần sau mình có những cái video hay hơn ấy thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. Đấy, bây giờ mình sẽ dành ít phút để mình nói về cái đầu tư tài sản. Tài sản ở đây mình sẽ phân tích rõ ràng hơn về cái từ tài sản. Tài sản chẳng hạn như giờ mình có 1 tỷ, mình đầu tư vào một cái mảng nào đấy,
để tăng cái giá, tăng trưởng cái giá trị của đồng tiền nó lên, và mỗi ngày cái đồ mình mua này, cái xe mình mua hay bất cứ một cái gì mà nó tạo ra được cái dòng tiền mà nó lại tăng trưởng lên hàng năm, và cái đồng tiền mình cứ tăng trưởng mãi lên như vậy thì mình sẽ gọi là tài sản. Và cái tiêu sản này thì nó lại có một cái điều nó tiêu cực đi. Ví dụ vậy, bạn tích lũy được một số vốn 1 tỷ và bạn lại đầu tư vào tiêu sản, thì khi đầu tư vào tiêu sản thì càng ngày cái đồng tiền của mình nó càng mất đi. Đấy, thì mình sẽ không có cơ hội và càng ngày mình sẽ càng nghèo đi. Thì mình chia sẻ cái tài sản. Tài sản ở đây thứ nhất là mình nói về, chẳng hạn như giờ mình nói bây giờ mình tích lũy được 1 tỷ đi, chẳng hạn như vậy. Mình sẽ mua một mảnh đất, mình để dành ở đấy. Dành ở đấy thì theo năm tháng, năm nay cái mảnh đất của mình 1 tỷ, theo thời gian thì 5, 6 tháng, 1 năm, nó lên coi như là 20%, 30%. Và khi mình đầu tư vào những cái chỗ vị trí tốt, nó khả năng nó tăng lên 1 tỷ thành 2 tỷ. Thì khi chính cái đồng tiền của mình đặt vào đúng chỗ, và cái đồng tiền của mình biết mình đặt vào đúng chỗ của nó, thì tự nhiên nó tăng trưởng một gấp đôi. Khi mà mình tăng trưởng một gấp đôi, 1 tỷ thành 2 tỷ, thì thấy là cái cuộc sống của mình nó sẽ khá hơn, tốt hơn. Và khi mình đầu tư 1 tỷ, nếu mà mình có vốn 10 tỷ chẳng hạn như vậy, thì mình lại tập trung vào một cái tài sản giá trị hơn. Đấy. Và theo ngày tháng nó sẽ tăng lên 20 tỷ, 30 tỷ chẳng hạn vậy. Thì đấy nó gọi là mình gọi là tài sản. Và cái tài sản ở đây nữa như là chẳng hạn như là mình mua một cái xe đi, chẳng hạn như vậy đi. Nhưng mà cái xe của mình ấy, mình phục vụ vào ví dụ vào việc kinh doanh của mình này. Mình tập trung vào ví dụ như là mình mua một cái chiếc xe vậy, mình chở khách hàng đi làm ăn này, hay hoặc mình cho thuê này, hay là mình chạy cái xe đấy. Nhưng mà mình tạo ra được cái giá trị dòng tiền hàng ngày này. Đấy, bằng cái dịch vụ du lịch của mình chẳng hạn như vậy, thì nó bằng cái đồng tiền của như vậy thì mình sẽ tăng được cái giá trị. Thì mình khi mình mua cái xe đấy thì mình gọi nó là tài sản. Tài sản tại vì sao? Tài sản cái chiếc xe đấy nó lại sinh ra đồng tiền. Và đồng tiền đấy thì dù là mình biết được rằng cái xe ấy, nó sẽ hao mòn và nó sẽ bị hư này. Đấy, và nó sẽ bị tụt giá. Ví dụ bạn có 1 tỷ đi, bạn mua cái xe thì bạn đầu tư vậy đấy, nhưng mà nó vẫn bị tụt giá mất 101 triệu một năm. Nhưng mà một năm đấy bạn chở khách hàng đi dịch vụ này, đám cưới này, các bạn chở khách hàng đi những cái mà tour du lịch chẳng hạn như vậy, thì nó vẫn tăng trưởng lên. Ví dụ như một năm bạn tiêu sản, bạn mất cái tài sản của xe hạ xuống 100, nhưng mà một năm bạn làm ra được 200. Đấy, trừ đi cái chi phí xe cộ đi mình vẫn có lợi nhuận, trừ đi cái tiền mình đầu tư đi mình vẫn có lợi nhuận. Đấy là gọi là tài sản. Còn bây giờ chẳng hạn như mình thấy anh bạn hàng xóm của mình đi, mình mua một chiếc xe ổn nhà đấy, đấy nó mới mua một chiếc xe hơi ngon đấy, thì hai vợ chồng mình có 1 tỷ thôi, 1 tỷ đấy thì sao, mình vừa mới bán được ông bà, vừa mình vừa mới cho bố, chẳng hạn như những bạn ra riêng thì bố mẹ hỗ trợ cho cái vốn, ít vốn làm ăn này chẳng hạn như vậy, hay là mình có một cái vốn mình tích lũy nhiều năm trước đấy của hai vợ chồng rồi. Thế mình thấy hàng xóm nó mua cái xe, à thằng bên cạnh nó mua chiếc xe đẹp đấy thôi, thì vợ chồng mình mua thì chứ cho nó oai chứ, giờ mình không mua nó lại bảo khi mình nghèo đấy, chẳng hạn như vậy. Thì khi mình mua chiếc xe đấy về, thế là hai vợ chồng cuối tuần chở nhau đi du lịch này đấy, rồi lâu lâu rồi chở con đi học xong về nhà trùm mền. Nhiều lúc nhiều gia đình mua về bỏ ra 1 tỷ nhưng mà về trùm mền cả năm, đi được có 3-4 lần đấy. Thì mình nói là cái xe 1 tỷ tự nhiên nó mất đi 100 triệu. Đấy, rồi lại cái xe này theo thời gian lại có khả năng, nếu ví dụ như là cái chu kỳ kinh tế như năm nay vậy chẳng hạn như vậy, được nhà nước giảm thuế đi, giảm thuế xe cộ, thì nó lại tụt xuống nữa, tụt xuống cả 100-200 triệu so với cái giá trị xe mới nữa. Thì mình thấy tự nhiên cái đồng tiền mình bỏ ra 1 tỷ mình trùm mền trong nhà không, tự nhiên mất 200 triệu một năm. Đấy. Và khi mình mua cái xe như vậy rồi, mình lại nhiều lúc mình cái xe đấy mình lại không đủ tiền nữa. Ví dụ mình lại có 500 triệu thôi, nhưng mà hai vợ chồng lại mua xe trả góp 1 tỷ cơ. Đến 1 tỷ đấy tháng đóng lãi ngân hàng nữa. Thì đóng lãi ngân hàng 500 triệu đấy nữa. Thì mình lại để cái xe trong nhà mình trùm mền thì cực kỳ là đau đớn. Và mình sẽ bị cái tài sản mình cực kỳ hao mòn, và càng ngày mình càng nghèo đi. Nghèo đi ở đây nghĩ là sao? Tại vì cái tài sản mình đầu tư nó không có giá trị. Các bạn thấy chia sẻ của mình có hay không? Thì các bạn hãy ấn đăng ký này, chia sẻ. Lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phân khúc bất động sản là đầu tư tài sản ngắn hạn và dài hạn.
Ý là sao mình đầu tư cái tài sản làm sao mà để khi mình có một cái số vốn ngắn này mình có thể nuôi động cái dòng vốn đấy trong ngắn hạn và mình mua cái tài sản đấy vào cái vị trí nào đấy để cái tài khoản của mình nó được linh hoạt tài chính và mình đầu tư dài hạn làm sao để tăng cái giá trị tài sản của mình lên 1, 2, 3 lần, 3, 4 lần, 10 lần so với giá trị mà tài sản mình đầu tư. Đấy thì các anh chị mà muốn mà để được mình chia sẻ như vậy thì các anh chị hãy ấn cái nút đăng ký và mình sẽ chia sẻ những cái video kế tiếp này, mình sẽ nói về cái chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.